Mời quý vị cập nhật tình hình giao dịch của các sàn chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, mới chỉ quay lại đà tăng được một phiên thì đến phiên giao dịch ngày hôm qua 7 tháng 4, phố Wall đã lình xình trở lại do các nhà đầu tư lo ngại về tình hình tăng trưởng toàn cầu. Kết phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm gần 1%, S&P 500 giảm 1,2%, còn Nasdaq giảm 1,5%. S&P 500 đã có mức giảm điểm ngày lớn nhất trong 6 tuần qua, dẫn đầu đà giảm là nhóm tài chính với mức giảm 1,9%. Đây là phản ứng của thị trường sau một phiên giá dầu giảm điểm. Trong khi đó, nếu như biên bản cuộc họp của Fed được cho là giúp phố Wall tăng điểm phiên 6 tháng 4 nhờ vào dự báo rằng Fed sẽ chưa tăng lãi suất trước tháng 6 năm nay, thì đến phiên ngày 7 tháng 4, các chuyên gia kinh tế của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã hạ mức dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2016 xuống 2,8% so với mức 3,9% được đưa ra trước đó. Điều này khiến thị trường lo ngại, các nhà đầu tư bỏ cổ phiếu để đi tìm những tài sản trú ẩn an toàn hơn. Tỷ giá đồng đô la đổi yên giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2014. Tuần sau là tuần cao điểm của mùa báo cáo doanh thu, nhiều dự báo triển vọng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ không khả quan khi tổng doanh thu của các doanh nghiệp niêm yết trên S&P 500 có thể giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Và theo sau đánh giá của WTO về tình hình tăng trưởng của hoạt động thương mại thế giới, thì chứng khoán khu vực châu Á trong phiên ngày hôm nay đã tiếp tục diễn biến trái chiều. Đa phần thì các chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ. Kết phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 0,5%, còn ASX 200 của Úc giảm hơn 0,5%, Shanghai của Trung Quốc giảm gần 0,8%, còn Kospi của Hàn Quốc giảm gần 0,1%. Đồng yên tăng giá mạnh so với đô la Mỹ vào đêm trước đã khiến mở phiên hôm ngày 8 tháng 4, chỉ số Nikkei đỏ sàn. Tuy nhiên, sau khi Bộ trưởng Tài chính ông Taro Aso khẳng định sẽ có thêm biện pháp hạ giá đồng yên nhằm trấn an thị trường, chỉ số Nikkei đã quay đầu kết phiên tăng điểm. Tính chung cả tuần, Nikkei vẫn giảm 2%, các sàn chứng khoán tại Trung Quốc chốt phiên giảm điểm. Số liệu mới nhất cho thấy dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 3 có tăng nhẹ, nhưng nếu so với mức đỉnh tháng 6 năm 2014 thì còn cách biệt khá xa. Chuyên gia đến từ Mizuho Bank nhận định mức tăng trưởng dự trữ ngoại hối trong tháng 3 chưa đủ để gọi là một tin tức tốt bởi vì dòng vốn vẫn đang chảy ra khỏi Trung Quốc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đồng đô la hạ giá mạnh trong đêm qua cũng ảnh hưởng đến đồng won của Hàn Quốc và đồng đô la Úc, ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu của hai nước, kéo thị trường chứng khoán đi xuống. Giá dầu tăng trong phiên ngày 8 tháng 4 cũng không đủ sức để giữ sắc xanh cho các sàn này. Chuyển sang một thông tin tiếp theo. Dự luật AB 2537 của bang California nhằm làm giảm tình trạng rối loạn ăn uống trong giới người mẫu đã được thông qua vào ngày 6 tháng 4. Đây được coi là một thành quả của nhiều nước trong việc chống lại người mẫu siêu gầy trong ngành công nghiệp, buộc người mẫu phải giảm cân để hành nghề. Dự luật mới này sẽ buộc chính quyền bang California đưa ra một tiêu chuẩn sức khỏe để hành nghề cho người mẫu và xem người mẫu như là nhân viên của thương hiệu mà họ đại diện. Dự luật này cho phép các người mẫu có đầy đủ những quyền lợi như người lao động tại California. Nó bao gồm bồi thường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tàn tật và sự bảo vệ chống lại bị quấy rối và phân biệt chủng tộc. Năm ngoái, Pháp đã cấm người mẫu siêu gầy hành nghề sau cái chết vì chứng biến ăn của cựu người mẫu 28 tuổi Isabella Kerr hồi năm 2010. Israel cũng đã ban hành một đạo luật tương tự vào năm 2013, trong khi Ý và Tây Ban Nha dựa trên nguyên tắc tự nguyện để bảo vệ người mẫu. Dự luật này cần phải được thông qua bởi một hội đồng nữa để có thể trình lên thống đốc bang Jerry Brown, người đã tuyên bố sẽ không ký dự luật. Bằng cách xem người mẫu như những nhân viên bình thường, chính quyền bang có thể bảo vệ họ khỏi tình trạng bóc lột và lạm dụng tình dục, cũng như tình trạng ép cân dẫn đến chứng biến ăn. Hiệp hội các công ty quản lý tài năng cho rằng dự luật không khả thi. Chủ tịch hiệp hội này, ông Karen Stewart, cho biết điều này là không cần thiết bởi các công ty quản lý tài năng đã được cấp phép. Vâng, và bên cạnh những câu chuyện kinh tế chính trị thì thế giới hiện nay còn phải đối mặt với những áp lực lớn đối với vấn đề về sức khỏe. Theo một báo cáo mới được công bố của Tổ chức Y tế Thế giới thì số ca bệnh tiểu đường đã tăng kỷ lục chỉ sau 4 thập kỷ. Trên thực tế, không có quốc gia nào trên thế giới kiểm soát được sự gia tăng của số ca mắc bệnh tiểu đường ở cả nam và nữ. Các chuyên gia y tế của WHO cảnh báo, điều cấp thiết hiện nay để hạn chế sự gia tăng của số người mắc bệnh này trên toàn cầu là áp dụng chế độ ăn uống hợp lý và theo đuổi một lối sống lành mạnh, đồng thời có kế hoạch kiểm tra sức khỏe sớm để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị.
Thưa quý vị, hãng dược Sanofi Pasteur của Pháp vừa cho biết là đã chuẩn bị xong 500.000 liều vaccine phòng sốt xuất huyết và đang đợi định giá để bán ra thị trường Brazil. Trước đó thì loại vaccine này cũng đã được chấp nhận tại thị trường Mexico và Philippines. Theo Bộ Y tế của Brazil, trong năm 2015 đã có 1,6 triệu người tại đây mắc bệnh sốt xuất huyết và đã có 863 người tử vong vì dịch bệnh này. Giám đốc hãng dược Sanofi Pasteur của Pháp cho biết, vaccine chính là vũ khí phòng chống virus sốt xuất huyết, một vấn nạn gây đau đầu cho các quan chức tại Brazil mỗi khi đến mùa dịch. Cần phải vừa kiểm soát mũi gây bệnh đi cùng với việc tiêm vaccine ngừa bệnh nữa. Loại vaccine phòng sốt xuất huyết này là loại duy nhất trên thế giới và chúng tôi đã chuẩn bị được khoảng 500.000 liều để đưa đến Brazil. Nhưng hiện chúng tôi còn chờ phòng quy định về thị trường dược phẩm định giá để mang ra bán đại trà trên thị trường. Loại vaccine này cũng đã được phê duyệt và du nhập vào thị trường Mexico và Philippines. Hiện tại, có phần nửa dân số thế giới đang đứng trước nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết hay còn được gọi là Blackburn Fever vì người nhiễm bệnh sẽ bị đau nhức cột sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có khoảng 100 triệu người bị sốt xuất huyết. Còn một số chuyên gia lại cho rằng con số này cao gấp 3 ước tính của WHO. Mặc dù đa số người bị sốt xuất huyết đều được phục hồi, nhưng mỗi năm cũng có khoảng 20.000 người thiệt mạng vì dịch bệnh này, chiếm đa số là trẻ em. Và cứ mỗi phút lại có một người phải nhập viện vì sốt xuất huyết. Công ty dược Sanofi cho biết loại vaccine này sẽ giảm số lượng ca nhiễm sốt xuất huyết nặng đến 90%. Thưa quý vị, liên quan đến vụ hồ sơ Panama, thì Thủ tướng Anh David Cameron mới đây đã thừa nhận có nắm giữ cổ phần trong tài sản nước ngoài của người cha quá cố sau khi tên của cha ông xuất hiện trong tài liệu Panama. Trong buổi trả lời phỏng vấn với truyền hình, Thủ tướng David Cameron đã thừa nhận có sở hữu cổ phần tài sản ở nước ngoài của người cha quá cố. Thủ tướng Cameron nói rằng ông và vợ của mình có một số cổ phần trong quỹ đầu tư Blackmore đặt tại Panama, nhưng đã bán số cổ phần này đi vào năm 2010 trước khi ông trở thành Thủ tướng Anh. Tôi và Samantha, vợ tôi, sở hữu 5.000 đơn vị trong quỹ đầu tư Blackmore, nhưng đã bán vào tháng 1 năm 2010 với giá trị khoảng 30.000 bảng. Người cha quá cố của Thủ tướng Cameron là một trong hàng chục ngàn người có tên trong tài liệu bí mật mới bị phanh phui của hãng luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama. Thủ tướng Cameron cho biết cha ông để lại cho ông khoảng 300.000 bảng, nhưng không nói gì về việc số tiền này có dính dáng đến các quỹ đầu tư nước ngoài hay không. Ông còn cho biết cha của ông cũng đầu tư vào một quỹ khác ở Jersey, một khu vực tự trị của Anh với chính sách thuế đặc biệt. Trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm thứ Ba vừa qua, người phát ngôn của ông Cameron cho biết đến thời điểm hiện tại, vợ và con gái của ông chưa từng hưởng lợi từ bất cứ quỹ đầu tư nước ngoài nào.